Hello các bạn, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu một cái nhiệm vụ. Đây là một trong nhiệm vụ nó nhỏ thôi nhưng mà nó sẽ hoàn thành cái quyển sách của các bạn, đó là quyển sách Araniaka. Đầu tiên thì các bạn sẽ dịch chuyển đến cái chỗ bí cảnh ở bầy tôi đang đứng nhá. Sau đó thì các bạn sẽ chạy lên trên đồi này. Lúc mà các bạn chạy lên trên đồi này thì các bạn sẽ gặp được một anh chàng nấm màu xanh nước biển. Sau khi mà các bạn nói chuyện với anh chàng này xong á, thì chúng ta sẽ tiếp tục đi đánh bại mấy con Hilichun. Chỗ này sẽ là chỗ để các bạn phải giải mấy cái tử vực nhá. Nên là anh em sẽ dùng cái đội hình mạnh mạnh của mình một chút để đánh tử vực. Sau khi mà các bạn đã giải từ bực xong thì các bạn sẽ đi vào một cái hang động ở ngay gần đấy thôi. Nó sẽ có hai con pháp sư vực sâu á, thì các bạn sẽ clear hai con đấy nhá. Con hệ băng và hệ hỏa, các bạn dùng một nhân vật hệ phong mà tốt. Trong cái nhiệm vụ này này, tốt nhất là các bạn nên có một nhân vật hệ phong như kiểu nhà lữ hành này, rồi là Venti, Kaizuha, Jin các thứ đấy. Các bạn nên cầm một nhân vật hệ phong đi. Sau khi mà các bạn clear xong hai con pháp sư vực sâu á, thì các bạn sẽ tiếp tục bay vào bên trong này. Vào đến bên trong này thì các bạn sẽ thấy mấy cái ký tự ở trên tường đó. Các bạn sẽ đọc và chúng ta sẽ bắt đầu giải đố nhé. Sau khi mà các bạn giải đố ở đây xong thì các bạn sẽ có một cái dương hiếm. Và các bạn cứ nhặt cái dương hiếm này đi, bởi vì bảy tôi cái dương hiếm này thì bảy tôi cũng sẽ cho luôn vào trong cái list tất cả những cái dương hiếm tại Sumeru 3.0 dành cho tất cả các bạn nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lên đọc ba cái ghi chú, tức là ba cái dòng chữ ghi chú ở trên này. Thứ nhất thì các bạn nên nhớ những tên của những loài động vật. Đầu tiên đó là heo nấm này, tôi gọi là lợn nấm đấy. Tiếp theo nữa đó là cái con chim hoàng hôn. Và cuối cùng là con hổ lông dài. Và theo như cái gợi ý thì các bạn sẽ phải sắp xếp thứ tự xuất hiện của nó trong ngày. Thì heo nấm thì chắc chắn rồi, nó sẽ là ban ngày. Chim hoàng hôn, tên của nó đã nói lên tất cả đúng không? Nó xuất hiện vào tầm chiều tối. Và cuối cùng đó chính là cái con hổ lông dài. Cái con này nếu mà các bạn có làm cái nhiệm vụ thì các bạn cũng đã biết cái giờ sinh hoạt của nó là vào ban đêm. Các bạn sẽ giải theo thứ tự nhé. À từ từ á, bây giờ các bạn phải nói chuyện với thanh niên màu xanh nước biển đã. Rồi, bây giờ thì các bạn mới giải nhé. Các bạn cứ bắn theo bảy tôi bắn cũng được, dễ mà. Để tôi đổi một nhân vật cầm cung cho nó dễ. Cái này các bạn nên có thêm một nhân vật cầm cung nữa. Mà cầm cung còn là hệ phong thì chắc là Venti rồi. Rồi, ok, rất là đơn giản đúng không? Bây giờ thì các bạn sẽ xuống lấy cái dương hiếm này. Bây giờ thì để giải cái cửa vào, các bạn sẽ đánh một cái bài đàn. Đó, sau khi đánh bài đàn này xong thì các bạn sẽ đi vào trong. Đi vào bên trong này thì nó sẽ yêu cầu chúng ta lại đánh đàn và giải đố tiếp. Các bạn cũng có thể thử làm như bảy tôi. Nó thật là bảy tôi cũng loay hoay ở đây mất khoảng 15-20 phút đấy. Bởi vì cái lỗ này nó cứ xoay xoay mà nó bị kiểu bên trong ấy. Tôi giải nó bị ngu ấy. Xong cuối cùng là tôi định bỏ cuộc đi ra ngoài thì tôi phát hiện một điều là nó chỉ bảo là tìm cách giải quyết vấn đề thôi. Thế tôi ra ngoài tôi phát hiện là có thể bay vào cơ mà. Đấy, các bạn có thể làm như tôi như thế này. Đâu nhất thiết là phải giải đố bằng cách là mở mấy cuộn tròn tròn đấy đâu. Đó, các bạn có thể bay như thế này, các bạn đi vào cũng được. Đây là một cái hack cheat chăng? Đấy. Có rất là nhiều cách để giải quyết vấn đề, chúng ta nên chọn cái cách đơn giản nhất. Nó buồn cười đúng không? Ok nhá.
tôi mất phải đến 15-20 phút ở trong cái chỗ xoay xoay ấy, mẹ ngu dã man luôn. Nhưng mà cuối cùng thì tôi lại bay được mà. Sau khi mà các bạn ấy xong thì các bạn sẽ có một cái tờ giấy và các bạn quay trở lại chỗ bên trong con người máy khổng lồ đấy, để các bạn gặp cái thanh niên học giả gọi là nghiên cứu sinh ấy, đã cùng với chúng ta giải đố ở trong cái con người máy này. Sau khi gặp xong thì các bạn sẽ nói chuyện về cái luận văn của người khác cho anh chàng này biết. Và anh chàng này sẽ dẫn chúng ta quay về cái chỗ đấy gọi là chỗ gì nhỉ? Chỗ lõi năng lượng á, lõi năng lượng. Trước khi đi vào các bạn lưu ý nhá, hãy mang một con hệ phong như là Kazuha này, Jin này, Venti, nói chung là mang một con hệ phong, Sucro đấy, tùy. Các bạn nên mang theo để giải nó dễ hơn. Đó, đến chỗ này các bạn nói chuyện nhá. Và sau khi nói chuyện xong, chúng ta sẽ có 3 con pháp sư vực sâu. Và các bạn sẽ phải clear 3 con này. Thì hệ phong là một hệ rất là tuyệt vời để các bạn clear rất là nhanh. Sau khi mà các bạn clear mấy turn liền nhá, chứ không phải 1-2 turn đâu nha, mấy turn liền đó, thì các bạn sẽ bay vào giữa chỗ cái lõi nguyên tố đó, cái lõi năng lượng đó. Các bạn sẽ nghe anh chàng này tự khen. Và sau khi giao tiếp và nói chuyện xong thì chúng ta sẽ có một cái thành tựu cũng như là 40 nguyên thạch. Cũng tiện thể là các bạn cũng sẽ hoàn thành luôn một cái chương ở trong cái sách luôn. Tức là nó sẽ tích xanh lên cho các bạn ạ. Đó, chương 5. Rất đơn giản đúng không? Chúc tất cả các bạn thành công nhá. Và nếu các bạn thấy video này hữu ích thì vui lòng để lại cho mình xin một like cũng như một đăng ký kênh. Giờ thì xin chào.